thưa quý vị, cái thưa quý vị có thể thân mến như vậy là sau một thời gian dài tìm hiểu lẫn nhau, hai cháu Đường Duy và Thúy Huyền đã thực sự chấp nhận, đã thực sự đồng cảm, thì những hai cháu đã tìm cho được một nửa của đời mình, nhất là sự cho phép cô và cha mẹ đưa mình, cho nên hôn lễ được cử hành rất vui vẻ, trang trọng, hoàn hảo và tốt đẹp. Như ngày hôm nay, chúng tôi có quyền đến dự nhà hôn lễ trang nghiêm ý kiến tình yêu của hai cháu chúng ta, của đôi bạn chúng ta đã thực sự thăng hoa và bước sang một giai đoạn mới. Và vậy, tình yêu của hai cháu hiện thời không còn bàn bạc, luôn luôn sắc hồng của tình yêu đôi lứa nữa. Mà giờ đây, hai cháu ngày càng mặn mà hơn, nồng nàn hơn, thà thiết hơn và trách nhiệm hơn trong tình nghĩa vợ chồng. Vì vậy mà trong quý vị và chúng tôi chắc chắn rằng ai cũng được gửi đến hai cháu chúng ta cho đôi bạn chúng ta lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Vậy cho quý vị đến đây, lần lượt xin phép được thay mặt quý vị gửi đến hai cháu, gửi đến cho đôi bạn lời chúc mừng tốt đẹp đó. Chúc cha con được duy và chúng mình được trăm năm hạnh phúc. Chúc tương lai phụng hòa minh sắc cầm hảo nghịch hẹn từng lứa đôi, dù cho một tuổi xa rời mối tình đôi trẻ chọn đời không phai. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và đến với tấm tình tình của quý vị hiện diện trong ngày lễ bao hiểu hôm nay. Cả hai gia đình hãy hỏi tông gia của chúng tôi là sức tầm đắc, sức cảm tích. Vì vậy có nhiều điều muốn nói, có nhiều điều muốn lợi lắm, tầm lắm hơn sự.